Bạn đã từng nghi ngờ chồng mình ngoại tình chưa? Hai vợ chồng Na In rất là yêu thương nhau. Cô là bác sĩ, còn chồng cô là đạo diễn. Hai vợ chồng yêu thương nhau gắn bó mấy chục năm rồi. Một hôm là cô phát hiện trong áo khoác của chồng có một thỏi son. Thỏi son này có mùi thơm rất lạ. Nhưng cô cũng không để ý và không quan tâm đến. Một hôm là chồng cô lấy cái khăn tròn của chồng cô khoác lên người của cô, và cô phát hiện cái khăn tròn này có một sợi tóc màu vàng, mà cô nhất định là không phải của cô rồi. Bắt đầu cô hồi nghi tất cả các phụ nữ xung quanh. Và một hôm có một người cô gái đến tóc của màu vàng và thư ký của chồng cô. Và cô bắt đầu hồi nghi. Cô về nói chuyện với chồng. Và sau đó cô đã đem trái cây qua nhà hàng xóm. Và chồng cô hàng xóm này là đồng nghiệp của cô. Và có cái cô hàng xóm này có một cái thỏi son giống như của chồng của cô vậy. Thế là cô bắt đầu hồ nghi nhà hàng xóm. Và cô bắt đầu hỏi chồng của cô hàng xóm này. Và cô bắt đầu cô đi làm trong thời gian làm và bắt đầu xuống ca thì cô đã theo dõi chồng của cô. Cô thấy chồng cô một bó hoa và mua tan cao, mua bánh kem và cái rất một tờ giấy nhà lão. Thì đến đó thì cô mới biết là chồng cô đến thăm mẹ chồng của mình. Và người chồng nói là mỗi ngày đều phải đến thăm mẹ vì mẹ rất là yếu và cũng không muốn nói chuyện với vợ vì sợ vợ lo lắng và quan tâm. Thế là cô cảm thấy rất là xúc động và cô cảm thấy hối hận những gì mình đã nghi ngờ chồng của mình. Và cô đã đến vị y tá và cô y tá này đã nói rất lâu rồi mới thấy.